chào các bạn Đây là buổi sáng ở Canada nè các bạn Mùa đông tới rồi đó các bạn thấy không Mới có mà trận tiết đầu mùa đó mà các bạn giờ thấy không Ngập trắng hết Hồi sáng này là Kevin phải ra ngoài cào tuyết Ở trước cửa nhà mình đó để mà mình đi ra đi vô đó các bạn thấy mấy cái cây của mình là coi như tiết thục phủ hết đó các bạn thấy nhiều không rất là lạnh lẽo ha cây đồ ăn trước cửa của mình là coi như là rụng chuỗi lá hết rồi à, các bạn nhìn thấy tuy là trời nắng dữ lắm nhưng rất lạnh nắng như vậy thôi chứ không phải là ấm đâu các bạn đó nhưng mà lạnh thì có lạnh nhưng mà mình có cảm giác là không khí rất là trong lành là tại vì lạnh như vậy đâu có con gì mà sống được đâu các bạn đó, các bạn thấy xe đồ này kia là tuyết phủ hết bây giờ thì mình chỉ có là ngồi đây thôi chứ không có ra ngoài mà giống như mùa hè ra ngoài trồng cây trồng đồ nữa bây giờ thì mình đã bưng vô trong nhà hết rồi thì um, sáng á, mình pha cà phê mình ra đây mình ngồi mình uống các bạn thấy không À, dạ đây nè các bạn, đây là cái ghế của mình Để mà sáng mình pha cà phê đó Mình tới đây mình ngồi mình uống Thì à, mình vừa uống cà phê Rồi mình vừa à, nhìn những cái cây bông của mình luôn Bông hoa của mình Thì cũng vui Tuy là mình ra ngoài không được Thì mình ngồi trong đây cũng đỡ buồn à, Tại vì bây giờ mình đang nghỉ bệnh đó các bạn Mình nghỉ bệnh tới 3 tháng lận thành ra là sáng buồn lắm ờ, ở nhà đi hết rồi kevin đi làm con đi học chỉ con mình mình với con con chó con ở nhà thôi à thành thử ra là ngồi đây rồi xem cây xem hoa đồ đó các bạn thấy là lý do tại sao mà mình cất cái nhà kiến này ở lúc đầu á thì kevin nói với mình á Uh, tự nhiên cái đi bỏ tiền ra các cái nhà kiến dày phí chồng ba cái này uh, đâu có được cái gì đâu mà tốn nhiều tiền nói vậy đó nói mình phí mình nói uh, mỗi một người có mỗi một cái sở thích giống như Kevin thì Kevin có cái sở thích là uh, chạy mấy cái mà STV mà chạy lên núi lên đồ đi xuống sình xuống núi leo núi đồ chơi còn mình thì mình không có thích mấy cái trò đó thành ra là mình thích bông thích hoa thích trồng cây đồ thành ra là mình cắt lên cái này rồi uh, mùa đông đó thì mình không có được ra ngoài thì mình vô trong đây mình ngồi thấy không mình ngắm cây ngắm hoa đồ mỗi người mỗi sở thích mà cũng đâu có lãng phí vào đâu đúng không các bạn uh, mình cũng không có sở thích mà uh, đi shopping hay là À, đi đi cờ bạc đi casino mình cũng không có thích mấy cái đó mà cũng không có thích đi ra ngoài mà ăn chơi nhậu nhẹt cũng không có luôn. Đó các bạn thấy cái phòng này cũng rất là nắng buổi sáng nắng lắm các bạn các bạn dòm cái cây bông giấy của mình mang đi trong nhà nè thì nó đã rụng hết những cái lá mà ở bên ngoài đó rồi vô trong nhà nó cho mình cái À, lá khác và những cái hoa khác thì các bạn thấy nó hay à, nó phân biệt giữa cái mà ở ngoài và ở trong hai màu nó rất rõ ràng ở bên ngoài của nó là màu đỏ cái bông giấy này màu đỏ nhưng mà khi mình nó vô bên trong nhà mình nó thay cái lá nó không có còn ở bên ngoài nữa thì nó cho mình cái màu này thì các bạn nghĩ là màu gì màu hồng hả màu hồng hay là màu cam đó rất là đẹp ha các bạn ha thì cái cây bông giấy này của mình đó là nó có hoa suốt mùa luôn. Bên ngoài bên trong gì nó cũng có hoa hết. À, rồi các bạn thấy bây giờ mà mình đã à, ươm xả rồi nè. Mình ươm xả cho mùa hè năm tới mới có chuẩn bị vô mùa đông à, có tháng 11 thôi à. À gần giữa tháng 11 mà mình đã chuẩn bị cho mùa đông cho mùa hè năm tới là mình đã ươm xả rồi nè các bạn thấy không nó ra rễ ra đồ rồi nè mà cũng tươi tốt lắm nha đây các bạn thấy không vẫn tươi tốt lắm á để mà mùa đông đem ra ngoài xa, à, trồng còn đây là cái bông mà mình thích mình treo ở trên ấy đó các bạn ở trên cái hàng rào đó thì mình thích cái loại này thành ra mình bưng nó vô ha mình bưng nó vô để mà mình mình năm tới mình có mình trồng nữa còn ở đây đó các bạn thấy mình có hai cái cây con đó đó là hai cái cây cây thanh long á các bạn mà thanh long này là thanh long uh, uh, ruột vàng uh, thanh long này mình chưa thấy ở việt nam mà cái này của mẹ thì mình ăn xong rồi là mình uh, ngọt lắm rất là ngọt mình ăn xong rồi đó thì mình lấy cái hộp mình ươm thử nó lên đó các bạn thành ra là mình để cho nó lên luôn các bạn thấy ở đây là những cái hạt giống để mà mình chuẩn bị cho năm tới đó ớt đại hàng rồi hổ khoa đậu đũa đủ thứ hết đó các bạn chuẩn bị cho năm tới còn đây là cái chậu rau răm thì mình cũng muốn giữ lại giống thành ra mình bưng mình bỏ ở trong đây nhưng mà mình trồng ở trong nước các các bạn mình không biết mình giữ được tới năm tới hay không thì mình cứ thử ha nắng dễ sợ nắng rội vô đây á, à, cái phòng này nó cũng nóng các bạn, tại vì nó rội vô kiến á, thành ra cũng nóng lắm. Mình cho các bạn xem ở trên cái nóc nhà của mình tuyết nó phủ đó, thì các bạn thấy không? Đó tuyết nó phủ vậy đó. Nhiều khi mình đi ra nó rớt ở trên đầu mình luôn á các bạn. À, mình cũng đã treo đèn Noel lên rồi nhìn hôm nay trời đẹp quá nhưng mà lạnh lắm trong xanh luôn ha đây là cái người hàng xóm cái người bạn à, nó sáng nó tới nó chở con mình đi học giùm à, rồi chiều á thì mình đi chở con của nó về giùm thì à, à, có qua có lại à, giúp đỡ qua lại đó các bạn À, sống bên đây á, mình à, đơn độc á, thành ra là chỉ có lối sớm mà giúp qua giúp lại. cô đó thì buổi chiều cô bận, thành ra buổi chiều thì mình đi chở con cổ, còn buổi sáng thì mình bận thì cổ qua cổ chở con mình. đó các bạn thấy không? thì à, tại cái chỗ của mình ở đó à, không có xe bus cho con của mình đi học, thành ra là phải đưa rước mà mùa hè thì có thể bé đi bộ được mà mùa đông á bé đi bộ không được lạnh quá mà cũng xa nó đi bộ khoảng nửa tiếng á thành ra là mình à, trao đổi với cái cô này đó thì bây giờ cô chở con mình đi học bây giờ chỉ còn có mình mình thôi đó các bạn đó mình cho các bạn coi là ở ngoài sau à, nhà mình nào. bây giờ là tuyết phủ trắng hết rồi à mấy cái ghế mình ngồi đó cũng phủ hết. Cái cái lò mà nướng của mình cũng tiết đầy hết hết cái ra ngoài nướng thịt nướng đồ ăn được rồi các bạn ơi. À, mình dựng cái nhà đó lên đó là để mùa đông á cho con chó của mình nó chui trong đó nó đi tiểu, đi uh, đi tiểu, đi vệ sinh rồi trong đó nó chứ ở bên ngoài tuyết nó phủ á. Con chó của mình rất là nhỏ thì nó đi ra ngoài nó sẽ bị uh, lún vô tuyết không thấy nó nữa. Thành ra cất cái đó lên để cho nó và mình phải cạo tuyết ở bên ngoài cái con đường đi á uh, để cho con chó mình nó chạy trong đó nó tiểu, với phần nó cũng đỡ lạnh nữa các bạn. Mùa đông thấy buồn ha. đó cây đồ trụi lá hết thành lúc mà mùa hè đó các bạn mình đâu có dòm được qua nhà hàng sớm đâu là tại vì à, à, cây á, lá nó che hết còn bây giờ là cây nó rụng hết lá rồi thành ra là nhìn thấy qua nhà hàng sớm hoặc là nhà hàng sớm bữa tối mà mình mở đèn đó thì mình cũng thấy bên nhà người ta luôn đây các bạn coi nè À, cái bộ ghế của mình á, mình mua cái bộ ghế này á, cũng mới mua thôi không lâu mà em này làm bộ ghế mình hư hết trơn là lúc nào em cũng lên đây em nằm nè các bạn nằm ở trên đây các bạn biết sao không tại ngay cái cửa đó nhiều chuyện á, nằm rồi hóng ra ngoài đường đó lúc nào cũng leo lên đây nằm à, lúc đầu mình cũng không thích mình cũng la mà la riết rồi nó cũng không nghe rồi cũng mệt quá thôi mặc kệ nó luôn đi Chứ nói riết không nghe Dạy không được bạn ơi <laughs> Hả Sophie? Đó cứ leo lên đây Đi trên cái ghế của mình đó. Chỗ này là mình lót cho nó nè Để cho nó nằm Có mền nó ấm rồi đồ chơi của nó Nhưng mà lót vậy thôi Ít có nằm đó lắm các bạn Chỉ là thích lên đó nằm vậy thôi đó Để mà uh, nằm đó ngó ra cái cửa trước Và đồng thời ngó ra cái cửa sau luôn Um, kêu bằng cái gì uh, Bodyguard hả Bảo vệ cho mình á <laughs> Đúng không Má mì nói đúng không Sophie Nằm ở đây để nhiều chuyện phải không Coi ai vô ra phải không Đúng không Sáng có một mình ở nhà buồn Không biết làm cái gì Thì ra quay nói bậy bạ Chơi với các bạn chút vậy thôi Ờ uh, để hôm nào đó là mình đợi mấy cái bông lan của mình nó đang nó đang ra cái dồi hoa nó còn nhỏ lắm thành ra đợi vài bữa nữa mà nó ra lớn lớn một chút nữa đi thì mình sẽ cho các bạn coi là bây giờ nó ra dồi hoa nhiều lắm rồi các bạn mùa này là nó ra nhiều lắm để bữa nào mình làm cái video kế tiếp cho các bạn coi ha rồi cái video mình mình nghĩ chắc cũng dài rồi đó thì hẹn gặp lại các bạn cái video kế tiếp ha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.